xe về nhiều nha anh em. Anh em nào mến thì alo Thịnh nha. Xe máy ô tô về nhiều hôm nay thì cũng có còn rất nhiều mẫu xe về ha. Cái xe tơ cho ma còn khá đẹp luôn nha. AB sang chơi 208. Anh em nào ứng mẫu nào thì alo Thịnh nha. Du lịch xe Honda nhiều nhiều nha anh em. Giờ mấy nay đóng cửa đi công việc cho nên xe còn tồn quá trời. Anh em ứng mẫu nào thì alo Thịnh ha. Bách Tết cũng còn 4-5 cây luôn, chưa có tin ra bán được ha nè. Đeo ha, đeo HP đầy đủ luôn. Đeo i5 nha anh em, i5 bán giá 3 triệu mấy 4 triệu. Rồi anh em nào mới thì alo Thịnh ha, 0397 026 935. Xem xe Bến Tre.